Thưa quý vị, với diện tích đất bãi ven sông rộng và màu mỡ, Phú Thọ có nhiều tiềm năng để trồng chuối. Cùng với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, thời gian qua, các mô hình thâm canh chuối an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm chuối trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả, mở ra cơ hội phát triển xây dựng các vùng sản xuất chuối tập trung, phục vụ nội tiêu và xuất khẩu, hướng tới xây dựng thương hiệu chuối Phú Thọ, ghi nhận tại huyện Cẩm Khê. Sau nhiều nỗ lực và mong đợi, 20 hecta trồng chuối Tây Thái Lan ở thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê đã bắt đầu cho thu hoạch. Đây là diện tích được hỗ trợ triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chuối tại huyện Cẩm Khê thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023. Tham gia mô hình, chủ hộ trồng chuối được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây chuối theo quy trình Việt Gáp, áp dụng chế phẩm sinh học Trichoderma cải tạo đất, quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản. Chỉ sau vài tháng áp dụng, hiệu quả canh tác đã được nâng lên rõ rệt. Sau khi được tập huấn thì gia đình cũng áp dụng theo đúng cái khoa học kỹ thuật mà mình đã được học. Thì cái hiệu quả nó năng suất rõ rệt, chuối năng suất buồng to, mã thì nó cũng sáng. Nhưng mà cái an toàn thực phẩm nó là trên hết. Đánh giá trên 40 hecta diện tích triển khai mô hình gồm 20 hecta tại thị trấn Cẩm Khê, 20 hecta tại xã Minh Tân. Hiệu quả của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật thâm canh chuối an toàn đều đạt cao. Cây chuối sinh trưởng phát triển tốt, đồng đều, buồng to, quả đều, mẫu mã đẹp. Năng suất bình quân đạt 25 kg một buồng. Dự kiến cho doanh thu 350 triệu đồng một hecta, thu lãi 169 triệu đồng một hecta, cao hơn sản xuất ngoài mô hình 70 triệu đồng một hecta. Cùng với đó, tổ hợp tác sản xuất chuối của thị trấn Cẩm Khê và xã Minh Tân đã được cấp mã số vùng trồng và giấy chứng nhận Việt Gáp, mở ra cơ hội mở rộng tiêu thụ cho sản phẩm chuối địa phương. Từ cái mô hình 20 hectare chuối của xã Minh Tân thì chúng tôi đang định hướng trong năm tới sẽ mở rộng thêm mô hình chuối ra các vị trí đất kém hiệu quả thay thế cho cây trồng khác, mong muốn các cấp các ngành có thể quan tâm nhiều cái cơ chế chính sách động viên nhân dân và các vùng trồng chuối. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì việc tuyên truyền tập huấn để bà con nông dân nắm được cái khoa học kỹ thuật để áp dụng vào cái vùng trồng chuối của mình tại địa phương nhằm nâng cao cái năng suất, chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Thế và đặc biệt là cái phần dán tem nhãn trên bao bì sản phẩm để hướng tới cái thị trường tiêu thụ của cả nước trong các hệ thống siêu thị cũng như là xuất khẩu sang thị trường EU và Trung Quốc. Năng suất tăng, mẫu mã đẹp, an toàn và mang lại giá trị kinh tế cao. Hiệu quả từ các mô hình thâm canh chuối là cơ sở để mở rộng vùng sản xuất chuối tập trung, hướng đến xuất khẩu trên địa bàn huyện Cẩm Khê nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Đây cũng là nền tảng để hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu chuối Phú Thọ thời gian tới.